chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình Nàng Dâu Thời Nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:15 thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Vâng, và bây giờ thì xin mời quý vị hãy đón chào gia đình đầu tiên. Vâng, Kim Tử Long xin chào gia đình. Rất là vui khi được đón chào gia đình của mình đến với chương trình Nàng Dâu Thời Nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu từng thành viên gia đình của mình cho chương trình được biết nha. Xin mời em. Dạ, em tên là Nhân Ái. Em phụ ông xã em kinh doanh về sơn với điện nước. Dạ, con mẹ. Tôi tên là Nguyễn Thị Anh. Tôi sinh 1951. Tôi ở nhà nội trợ. Vâng, quá tốt. Còn bạn trai? Mình tên Phạm Tấn Chương, nghề nghiệp kinh doanh. Em nghĩ gì về mẹ chồng của em? Nói chung mẹ chồng em tốt. Trong cuộc sống mà gặp mà những chuyện mà nhiều khi gây nhau hay gì thì mẹ chồng em sẽ là người giảng hòa hoặc là sẽ dạy tụi em. Vợ chồng em cũng có lúc đã có gây ra sóng gió, và mẹ là cái người là luôn cầm giảng cân nảy mực là giảng hòa. Dạ, thường vâng. Thường là binh con trai hay là mẹ binh đàn dâu ạ? Binh dâu lắm mà. Trời ơi, chưa hỏi rồi chụp liền à. Binh đàn dâu, đúng rồi. Có con dâu ngoan phải binh chứ, đúng không? Dạ. Nhưng mà binh đúng, đúng không ạ? Dạ. Chúng ta sẽ có những cái tâm tình chia sẻ với mẹ, với chồng trong chương trình Nàng Dâu ngày hôm nay. Xin mời các thành viên về vị trí của mình nha. Và bây giờ chúng ta hãy chào đón gia đình thứ hai. Xin đón chào gia đình mình đến với chương trình Nàng Dâu Thời Nay. Là muốn hỏi ai là người đăng ký tham gia chương trình này ạ? Dạ em ạ. Em, tại sao em lại quyết định là tham gia chương trình này? Dạ, tại vì em cũng có coi trên đài Vĩnh Long á, em thấy chương trình nhiều bổ ích, nhìn vui, nên em muốn dẫn mẹ lên chơi. Và hôm nay đến với chương trình, em hãy giới thiệu tên tuổi của mình và nghề nghiệp của mình cho khán giả được biết. Dạ, em tên là Mỹ Linh, năm nay em 34 tuổi. 34 tuổi. Dạ, con mẹ? Tôi tên là Trần Thị Án, tôi năm nay 62 tuổi. Dạ, nhà nội trợ với giữ chăm mấy đứa cháu thôi. Còn bạn trai? Chào quý khán giả, tôi tên là Quỳnh Ngọc Tấn, năm nay 41 tuổi, quản lý quán ăn. Hôm nay đến với chương trình Nàng Dâu Thời Nay chắc chắn rằng sẽ có những cái điều mà mình cùng chia sẻ và tâm sự trong chương trình ngày hôm nay nhé. Xin mời gia đình mình đến với vị trí của mình. Xin mời. Vâng, và bây giờ thì hai gia đình mình đã vào vị trí rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào vòng 1 của chương trình Nàng Dâu Thời Nay mang tên Mẹ Con Hợp Ý. Nhưng trước khi vào vòng 1, chúng ta nghỉ giải lao trong ít phút. Vâng, chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Nàng Dâu Thời Nay với vòng 1 mang tên Mẹ Con Hợp Ý. Luật chơi, cả hai đội sẽ cùng nhau tham gia trả lời 3 câu hỏi với 3 chủ đề khác nhau do chương trình đưa ra. Hai gia đình có thời gian hội ý và phân công thành viên để chọn ra người phù hợp với từng chủ đề. Thời gian trả lời là 10 giây sau khi MC kết thúc câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng đạt 10 điểm. Nếu bấm chuông nhưng trả lời sai hoặc thiếu, đại diện đội còn lại sẽ có thể bổ sung và trả lời trong 5 giây tiếp theo, và nếu đúng thì đạt 5 điểm. Và trước khi vào vòng 1, chúng ta sẽ hội ý chọn cho mình một cái tên. Nhân Ái ơi, gia đình mình sẽ chọn tên gì ạ? Dạ, em chọn tên là Hòa Đồng. Có nghĩa là lúc nào cũng đoàn kết, hòa đồng với nhau. Dạ, đúng rồi. Nắm tay thật chặt. Nắm tay anh thật chặt, giữ cho lâu thật. Còn gia đình của Mỹ Linh? Dạ, em chọn là vui vẻ. Lúc nào cũng muốn vui vẻ, lúc nào cũng muốn nụ cười nở trên môi. Vâng, quá hợp lý. Vui vẻ và hòa đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ có 3 câu hỏi với 3 chủ đề khác nhau. Câu đầu tiên sẽ là chủ đề thể thao. Chúng ta có 5 giây để coi ai là cái người am hiểu về thể thao nè, thì chúng ta sẽ chọn thành viên đó để đấu cùng với gia đình bên kia. 5 giây hội ý bắt đầu. Vâng, thời gian đã hết. Gia đình Hòa Đồng sẽ chọn ai ạ? Em ạ. Ông xã em. Gia đình chọn Trương. Còn gia đình vui vẻ? Dạ, gia đình em chọn Tuấn, chồng em. Xin mời hai thành viên vào vị trí. Câu hỏi chủ đề về thể thao. Euro là viết tắt của giải đấu môn thể thao nào? Hết. Dạ, bóng đá châu Âu anh. Cái gì? Dạ, bóng đá. Bóng đá. Đó là câu trả lời chính xác. Xin cảm ơn hai thành viên trở về vị trí của mình. Câu trả lời bóng đá đã đem về cho gia đình Hòa Đồng 10 điểm đầu tiên. Câu thứ hai với chủ đề là địa lý. 5 giây để gia đình mình có thể hội ý xem ai rành về địa lý bước vào thi đấu. 5 giây bắt đầu. Vâng, 5 giây đã hết. Gia đình
Qua đồng là ai ạ? Nhân ái. Còn gia đình vui vẻ. Linh, xin mời hai bạn vào vị trí. Câu hỏi: sông Tiền là một nhánh của sông gì? Hết. Trả lời. Dạ, của sông Mekong. Sông Mekong là đáp án chính xác. Xin mời hai thành viên trở về vị trí. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 thuộc về lĩnh vực sân khấu. Vâng, và bây giờ xin mời hai mẹ vào vị trí của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe một đoạn âm thanh do chương trình phát ra. Cùng lắng nghe nha. Xin mời bộ phận phát nhạc. Anh nắng đó nhìn sai đắm. Vừa rồi là hai mẹ đã nghe một đoạn băng phát ra với hai giọng hát, một nữ và một nam. Và bây giờ câu hỏi của chương trình đưa ra như sau: hãy kể tên hai nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trong đoạn âm thanh vừa rồi. Hết. Mẹ à, Kim Tử Long. Và ai họ qua tên rồi không nhớ. Phải. Giống Phi Nhung quá. 5 giây cho mẹ. À, Kim Tử Long và Thanh Kim Huệ. Kim Tử Long và Thanh Kim Huệ. Hai đáp án hoàn toàn sai hết. Và chỉ đúng có phần nữa là mẹ nói là Kim Tử Long đúng, bên đây nói Kim Tử Long là đúng. Còn nữ, Long gợi ý cho hai mẹ và gia đình nha. Nữ nghệ sĩ này có cái tên hai từ. Hai gia đình có ai biết không ạ? Linh. Dạ Thoại Mỹ ạ. Thoại Mỹ là câu trả lời chính xác. Vâng. Xin mời hai mẹ trở về vị trí của mình. Tổng kết số điểm của hai gia đình là Hoa Đồng được 20 điểm và Vui Vẻ chưa có điểm nào. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với vòng 2 mang tên Con Dâu Của Mẹ. Như trước khi đến với vòng 2, chúng ta nghỉ giải lao trong giây lát. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Nàng Dâu Thời Nay với vòng 2 mang tên Con Dâu Của Mẹ. Và vòng 2 này thì chúng ta sẽ có một cái thử thách. Cả nhà mình đã xem qua Tấm Cám chưa? Rồi ạ. Có. Bà mẹ Cám đã bắt nàng Tấm phải lựa đậu đỏ ra đậu đỏ, đậu đen ra đậu đen, lựa xong rồi mới được cho đi lên hội. Và ngày hôm nay thì chương trình cũng vậy, đưa ra một thử thách cũng rất là cam go. Ba thành viên của chúng ta sẽ cử ra hai thành viên lựa đậu, còn thành viên còn lại sẽ hò tiếp sức. Hò càng dài thì hai thành viên còn lại sẽ lựa đậu càng nhiều. Nếu như đang hò đứt quãng thì tất cả hai thành viên đang lựa đậu phải ngưng lại, không được lựa tiếp. Và bắt đầu thành viên hò tiếp sức tiếp, lấy hơi hò cho thật dài để làm sao lựa đậu. Và chúng ta chỉ có thời gian là 4 phút để hoàn thành nhiệm vụ này. Hai gia đình rõ chưa? Rõ. Và trên hai cái mâm đậu này chúng ta sẽ có 4 loại đậu và chúng ta phải lựa làm sao chọn ra một loại đậu mà thôi. Ví dụ như bên đây Linh sẽ chọn đậu đỏ thì chỉ được chọn đậu đỏ thôi. Còn bên Tuấn chọn bên đây là đậu xanh thì chỉ chọn ra đậu xanh mà thôi nha. Và bây giờ thì nàng dâu Linh và nàng dâu Nhân Ái hãy vào vị trí để chúng ta cùng quánh tu thì. Ai thắng thì người đó sẽ là người chơi sau, còn ai thua thì sẽ là người chơi trước. Xin mời hai thành viên bước vào vị trí. Chuẩn bị 1, 2, 3. À, gia đình Hòa Đồng thi trước và gia đình Vui Vẻ thi sau. Nhiệm vụ của gia đình Hòa Đồng với 4 phút lựa đậu bắt đầu. Ho. No. Ngưng lại. Họ tiếp. Em cứ ngưng lại và anh nói ngưng là họ tiếp thôi. Họ lớn lên. Ngưng. Tiếp. Em cứ ngưng lấy hơi thôi.
Ngừng. Tiếp. Chúng ta đã hết giờ rồi. Chúng ta sẽ đổ vào đây để xem coi là hai mẹ con lựa được bao nhiêu đậu nha. Đó. Và gia đình của chúng ta đã lựa được, chưa tới mức nhưng mà cũng là rất là nhiều rồi. Trong vòng có 4 phút mà. Không sao, để xem gia đình vui vẻ như thế nào nha. Xin mời gia đình mình về vị trí. Chuẩn bị 4 phút bắt đầu. Lựa. Lựa đi. Nhớ là mỗi một chén là chỉ một loại đậu thôi nha. Tiếp. Hơi dài. Nhớ con mở dài. Tiếp. Thò chứ mới ơ. Ráng lên. Dùng hết sức bình sanh. Để cho vợ với mẹ làm cho đường được nha. Dài hơi. Tiếp. Chứ mấy ờ. Hay quá Tuấn ơi. Linh, nhanh lên Linh ơi. Thời gian trôi qua mau. Họ ơi. Ơi. Tiếp. Mẹ lượm nhiều quá vậy. Cố gắng lên nha. Tiếp. Tiếp. Mặt bắt đầu hơi tái à. Tiếp. Họ gì? Nhanh lên nữa. Ơi. Bắt đầu thấy hơi xanh rồi đó. Tiếp. 30 giây cuối cùng. Có khi nào té xỉu tại đây không? Ừ. Cố gắng lên. Còn 10 giây nữa thôi. 10. 9. Tiếp. Thời gian ngưng lại. Hết thời gian. Bây giờ mình đổ vào chén, đổ vào ly. Hai ly đậu chúng ta đã có trên đây, và khi so lại, vâng, theo với mắt của Long thì số lượng đậu trắng nhiều hơn số lượng đậu bên đen. 40 điểm của vòng 2 đã thuộc về gia đình vui vẻ.
Vâng, và sau hai vòng thi thì số điểm của chúng ta như sau: gia đình Hoa Đồng mang về cho mình 20 điểm, và sau vòng 2 lội ngược dòng, gia đình Vui Vẻ đã đem về cho mình 40 điểm. Mặc dù là chúng ta chỉ có 20 điểm thôi, nhưng chúng ta cũng có phần thưởng là 2 triệu đồng do chương trình gửi đến, và một phiếu mua hàng, vali túi sách ba lô trị giá 1 triệu đồng. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhân Ái cảm thấy như thế nào? Dạ, tới đây thì chủ yếu vui là chính. Dạ, em cũng hy vọng là lần này rồi còn nhiều lần được tham gia nhiều chương trình giống vậy cùng với mẹ em nữa. À, còn mẹ? Tôi thì cũng mong giống như cháu vậy đó cậu. Dạ. Cũng mong rằng là hai mẹ con cũng sẽ có những cái chương trình để cùng tham gia. Dạ. Chương ơi, hôm nay em là người đăng ký để cho mẹ cùng tham gia, thì em thấy rằng hôm nay em có hài lòng với những gì mà mẹ và vợ đã hợp tác với nhau không? Dạ, em rất hài lòng anh, tại vì nhờ những chương trình như vậy thì mẹ con dễ gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3, mang tên Chung Một Mái Nhà. Nhưng trước khi đến với vòng 3, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Nàng Dâu Thời Nay với vòng 3 mang tên Chung Một Mái Nhà. Luật chơi sẽ có 3 gói câu hỏi tương ứng với mẹ chồng, nàng dâu và người chồng. Các thành viên của gia đình sẽ chọn ngẫu nhiên một gói câu hỏi. Sau khi đọc câu hỏi, cả hai bên sẽ cùng nhau viết câu trả lời. Thời gian trả lời trong 90 giây. Mỗi đáp án đúng được 2 triệu đồng. Nếu trả lời đúng hết cả 5 câu sẽ mang về tổng giải thưởng là 20 triệu đồng. Bây giờ chúng ta nhìn lên màn hình. A, B, C. Và chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên một gói thôi. Gia đình mình đã chọn được gói nào chưa? Dạ, gia đình chọn gói A. Xin mời màn hình hiển thị gói A. Chồng. À, chồng. Mẹ én. Mẹ có nghĩ là mẹ hiểu con trai của mẹ nhiều không? Hiểu nhiều. Bao nhiêu phần trăm? 80-90% luôn đó. Còn Linh, em có hiểu được chồng em nhiều không? Bao nhiêu phần trăm? Dạ, em hiểu 100%. 100% luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta về vị trí nha. Xin mời. Và bây giờ thì gia đình của mình đã vào vị trí rồi. Sau khi mà Long đọc câu hỏi và mình ghi vào bảng đáp án, thì nhớ là ghi xong rồi nó sẽ nói là xong, để Long ngưng thời gian lại, dành thời gian cho những câu sau. Bây giờ câu số 1: môn thể thao mà chồng thích chơi nhất là môn gì? Đá banh, bóng rổ, sao? Tennis. Xong. Em xong chưa? Tuấn. Rồi. Đúng. Anh muốn hỏi Linh nè, thường ở nhà là em có thấy chồng mình đi chơi thể thao không? Dạ có ạ. Có. Thường là chồng mình đi thể thao môn gì? Dạ bóng đá. Vậy thì đáp án của Linh là? Dạ bóng đá. Bóng đá. Đáp án của Tuấn là? Bóng đá. Trùng khớp. 2 triệu phần thưởng đã thuộc về gia đình của mình. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 2. Bài hát mà chồng không thích nghe là bài hát gì? Bài hát gì mà chồng không thích đó, bật lên cho nó ô trời bài này không hay, hoặc là ô đừng bật bài này nữa, tôi thích ca bài kia kìa, nghe bài kia kìa, nhanh lên, thời gian hết rồi các bạn ơi. Xong chưa? Bài gì xong hết thời gian. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy xem đáp án của Tuấn là gì nha. Đáp án là Phượng Buồn. Đáp án của Linh là bài Duyên Phận. Không trùng khớp, nhưng không sao, chúng ta tiếp tục qua câu số 3. Món ăn mà anh chồng không thích ăn là món gì? Chồng không thích ăn món gì? Dễ quá mà. Món gì mà chồng không thích ăn đó? Canh chua hay là thịt kho hột vịt, hay là mắm, hay là hủ tiếu, hay là món gì? Thời gian hết. Cái câu này coi vậy chứ mà dễ mà khó à. Ví dụ vài món mà chồng không thích coi. Mì gói, cơm sườn hoặc là hủ tiếu. Vậy thì đáp án của em là mì gói hay là? Dạ cơm sườn ạ. Cơm sườn. Đáp án của Tuấn là mì gói. Không trùng khớp. Bây giờ chúng ta đến câu số 4. Món quà mà anh chồng thích được tặng là món gì? Thích được tặng gì? Đồng hồ. Thích được tặng hoa. Thích được tặng nhà. Quà gì mà chồng thích? Thời gian hết. Tuấn ơi, những cái ngày mà sinh nhật của em á, vợ em có bao giờ tặng quà cho em không? Có. Thường là tặng hiện kim hay là hiện vật, hay là vật tượng trưng thôi? Đồng hồ. Linh, những cái ngày mà kỷ niệm á, em thường tặng cho chồng em cái gì? Ngày kỷ niệm thì cái gì em cũng có tặng hết rồi, chỉ có thứ em chưa tặng thôi. Thứ gì? Dạ điện thoại ạ. Và đáp án của em là? Dạ điện thoại ạ. Điện thoại. Và đáp án của Tuấn là? Hoa. Không trùng khớp. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 5. Điểm du lịch nào anh chồng thích đến nhất? Điểm du lịch nào? Vũng Tàu, Nha Trang, Hà Nội. À, hết giờ.
Chúng ta đã hết giờ và chúng ta đã mất lượt. Tuấn, nếu như để chọn đi du lịch thì em sẽ chọn địa điểm nào? Vũng Tàu. Vũng Tàu. Còn Linh sẽ ở đâu? Dạ, Đà Lạt. Đà Lạt lại không trùng khớp. Người thích lên núi, người thích xuống biển. Vì vậy cho nên là không trùng khớp. Và sau 5 câu hỏi thì cuối cùng gia đình vui vẻ đã đem về cho mình 2 triệu đồng. Vâng, sau 3 vòng thi thì gia đình vui vẻ đã đem về cho mình tổng phần thưởng là 2 triệu đồng. Và chương trình gửi bạn 2 triệu đồng phần thưởng. Và đây là phần quà phiếu mua hàng, ba lô, túi sách, vali trị giá 1 triệu đồng. À, không biết là ngày hôm nay thì mẹ Én, sau khi mà mẹ thấy là những đáp án không trùng khớp thì mẹ cảm nghĩ như thế nào ạ? À? Hai vợ chồng không hiểu ý gì hết trơn, vậy mà hô 100%. Ờ, vậy mà lắm, 100%. Hô 100% không hiểu ý gì hết. 100% không hiểu ý gì hết. Không phải là không hiểu ý, mà có những cái nhiều ý quá và nhiều đáp án quá, cho nên là Linh đã chọn một đáp án không trùng khớp với là Tuấn thôi. Nhưng thật sự mà nói là ngày hôm nay là gia đình đã ngoạn mục, lội ngược dòng để bước vào vòng 3. Đó là cái niềm vui và hạnh phúc rồi. Còn Linh, em nghĩ sao khi mà em tham gia chương trình Nàng Dâu Thời Nay? Dạ, em rất là vui khi tham gia chương trình này ạ. Chương trình này giúp cho vợ chồng em hiểu nhau nhiều hơn, cũng giống như là em hiểu mẹ nhiều hơn ạ. Tuấn, em nghĩ như thế nào? Thì cũng rất hạnh phúc khi chương trình này về không hiểu vì vợ chồng sẽ hiểu nhiều hơn. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm chia tay với gia đình vui vẻ vì thời lượng cũng đã hết rồi. Kim Tử Long xin hẹn lại tất cả quý vị và các bạn vào chương trình sau, phát sóng vào lúc 19:15 thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Có nghĩa là gia đình mình luôn là một cái tổ ấm ha. Dạ. Hạnh phúc ha, hòa nhã ha. Còn gia đình của bên Vân Anh ạ? À? Dạ, gia đình của Vân Anh thì chọn ấm áp anh. Ấm áp có nghĩa là? Có nghĩa là giọng nói của mẹ luôn, lúc nào cũng truyền ấm áp cho các con hết. Mình hát cũng ấm áp nè, mình nói cũng ấm áp nè. Tôi xin hát một đoạn của bài Dạ Cổ Hoài Lan. Dạ Cổ Hoài Lan. Wow.